tại Bạc Liêu có 3 bức tượng Quan Âm nổi tiếng nhất xứ Bạc Liêu, đó là tượng Quan Âm Nam Hải tại chùa Quan Âm Phật Đài, tọa lạc tại phường Nhà Mát, và thứ hai là tượng Quan Âm Tây Hải tại chùa Thiên Trúc, và cuối cùng đặc biệt nhất là tượng Quan Âm Đông Hải tại chùa Hưng Thiện. Và hôm nay hãy cùng với Bảo Ngô cùng tìm hiểu bức tượng đặc biệt siêu to siêu khổng lồ này nha. Hello, chào các bạn, mình là Bảo Ngô Mario. Và hôm nay thì Bảo Ngô đang có mặt tại Bạc Liêu để giới thiệu cho các bạn một trong những ngôi chùa cực kỳ nổi tiếng tại Bạc Liêu. Nói về Bạc Liêu, chúng ta sẽ biết là có mẹ Quan Âm Nam Hải Bạc Liêu này, tọa lạc tại phường Nhà Mát. Thì bên cạnh đó chúng ta còn có mẹ Quan Âm Đông Hải Bạc Liêu. Và đây chính là ngôi chùa mà mẹ Quan Âm Đông Hải Bạc Liêu ngự, đó chính là chùa Hưng Thiện. Và mời quý vị và bạn cùng với Bảo Ngô cùng khám phá ngôi chùa này có gì đặc biệt nha. Thực ra là nhiều bạn cũng đã nói mình về ngôi chùa này thì mình đã về nhiều lần rồi, nhưng mà hôm nay mới có duyên mới về đây để quay cho quý vị và bạn chúng ta cùng coi nha. Và trước khi mà bước vào ngôi chùa này tham quan á, thì Bảo Ngô sẽ giới thiệu cho các bạn là ở đây chúng ta sẽ có hai cái con đường mà để đi. Hồi xưa á, theo Bảo Ngô, trong tâm thức của Bảo Ngô từ đây cỡ những năm về trước á, mà để đi vào ngôi chùa này thì mình phải đi qua một cái cánh đồng. Lúc đó thì cái đường đi nó rất là khó khăn, nhưng mà bây giờ thì cái đường này đã trở thành lát bê tông hết trơn hết trội rồi. Mình có hai con đường, đó chính là mình sẽ đi trên con đường bê tông như thế này, đi thẳng một mạch vào chùa luôn, xe ô tô 7 chỗ đi vào được nha. Còn nếu mà đối với quý vị mà chúng ta đi hành hương á, mà chúng ta đi những chiếc xe mà xe lớn á, xe 45 chỗ á, thì chúng ta phải đi bằng con đường thứ hai, đó chính là chúng ta sẽ đi bằng vỏ lãi. Bên này sẽ có một cái con đường song song. Con đường song song này là một cái bờ canh mọi người, thì mọi người sẽ đi vỏ lãi đi qua cái bờ canh này. Thì vỏ lãi theo mình biết là khứ hồi là khoảng là 60.000 cho một người chuyến đi và chuyến về luôn. Thì ở đầu bên kia mọi người sẽ để xe ở đầu đường, rồi sau đó chúng ta sẽ đi bằng vỏ lãi vào. Thì đây là cái con đường mà chúng ta mọi người thấy là trước khi mà đi vào ngôi chùa này á, ta bán hàng quán sẽ rất là đông đúc nha. Xin chào cô. Mọi người thấy đây là cái con đường đi vào chùa, mà mình đi vào ở trong chùa thì để xe hoàn toàn miễn phí, không hề tốn một đồng nào luôn, xe máy chạy thẳng một mạch là đi vào tới chùa luôn. Và đây là trước cổng chùa nha. Mời quý vị và bạn chúng ta cùng đi vào, bước vào ngôi chùa này. Và địa chỉ của chùa Hưng Thiện thì tọa lạc tại xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu. Đây, một ngôi chùa rất là lớn. Bước vào một cái cổng chùa thôi là mình đã thấy là một bức tượng, đó chính là tượng Quán Thế Âm Bồ Tát uy nghi người trên đài sen cao 43m nha các bạn. Và đây là bức tượng người dân gian mình hay còn gọi là tượng mẹ Đông Hải Bạc Liêu. Chúng ta cũng đã làm về mẹ Nam Hải Bạc Liêu, là mẹ Nam Hải ngự ở phường Nhà Mát với cái hướng nhìn là nhìn ra ngoài biển, như phù hộ độ trì cho những người dân đánh bắt xa bờ được bình an quay trở về. Còn ở đây chúng ta là có mẹ Đông Hải, thì mẹ Đông Hải ngự ở trong đất liền, và ngài đẹp hơn một cái nữa, ngài tọa lạc ở giữa một cánh đồng bao la rộng lớn tại cái vùng đất này. Nói về sự tích của chùa Hưng Thiện danh gian hay còn gọi là chùa mẹ Đông Hải Bạc Liêu thì Bảo Ngô phải kể một câu chuyện rằng như thế này. Vào những năm 1860, nơi đây là vùng đất hoang vắng, ít người sinh sống. Trong vùng có một người phụ nữ tên là Ngô Thị Chức. Sau khi chồng qua đời, bà đau khổ và dần nhận ra rằng tiền bạc, ái tình chỉ là ảo ảnh phù hoa, nên bà tìm về sự an yên trong lời kinh tiếng kệ. Bà đã xây dựng một am tranh mái lá đơn sơ để thờ Phật, tiện cho việc sớm tối tu hành giữa chốn u tịch gương người hoang du này. Sau này trong làng có ông cả muôn là người giàu có, lại có tâm mến mộ Phật pháp, nên ông đã cúng dường xây dựng lại am tranh này. Từ đó chùa cũng được đặt tên là Hưng Thiện. Tên gọi này với tâm nguyện là mong Phật pháp luôn hưng thịnh và dân chúng quanh vùng mãi sống thiện tâm. Và ngôi chùa này thì trải qua rất là nhiều đời sư trụ trì. Tuy ngôi chùa có lúc thịnh lúc suy, vào năm 1935 thì lúc này chùa thì không có người nhang khói cho Phật. Lúc này thì nhân dân Phật tử trong vùng đã mời ngài Yết Ma Hồng Hạnh về làm trụ trì tại ngôi chùa này. Và ngài là một bậc chân tu hết lòng vì đạo pháp, hết lòng vì nhân dân. Và ngài cũng là một bậc chân tu tham gia hoạt động cách mạng tại ngay chính ngôi chùa này. Hàng ngày sư thầy ngoài tu tập giảng kinh cho chúng Phật tử thì cũng hết lòng chữa bệnh cho dân nghèo, nên được nhân dân trong vùng vô cùng quý trọng.
trong thời bom đạn kháng chiến chống Pháp, trong vỏ bọc là sư thầy đi chữa bệnh cứu nhân độ thế ở khắp nơi. Ngài Yết Ma đã nhận nhiệm vụ là người giao liên đưa tin tức cho cách mạng. Chùa Hưng Thiện lúc này vừa là nơi thực hành tín ngưỡng tôn giáo, vừa là căn cứ bí mật diễn ra những cuộc họp quan trọng cho phong trào yêu nước. Ở giao tin tức đó, yeah. Hồi xưa người ta cứ giao liên đó, cũng như đó là ngày mai mình biết đó, là cũng như quân đội Việt Nam Cộng Hòa nó vô nó guồng bó ở đâu. Thì cái bắt đầu ở đây ông lấy tin tức đó cái ông đi tuốt vô trong đây ông cho hay. Hay hoặc là ông leo trên cây ông nhìn xuống, yeah. Ông ra tín hiệu. Vào một ngày năm 1963, do hết lòng cứu nhân độ thế, thành tâm kính Phật, tinh tấn tu tập, sư thầy biết trước kiếp nạn của mình đã đến. Ngài căn dặn các đệ tử chân truyền rằng, lần này thầy đi làm nhiệm vụ, e sẽ lành ít dữ nhiều. Nếu chẳng may thầy không vượt qua được dẫn số, thì các con thay thầy tiếp tục những công việc còn dang dở. Nói rồi, thầy ra đi làm nhiệm vụ như mọi ngày, trong sự buồn bã và lo lắng của các đệ tử. Hôm đó có đệ tử xin đi theo, nhưng ngài quyết không cho đi. Ngài không biết nó là chiều nay tôi đi đó nha. Rồi ông nói cái ông kia ông nói chạy theo, ông nói ông đừng theo tôi chết à. Quả nhiên hôm đó ngài bị giết. Các đệ tử làm theo lời thầy dạy, đem ngọc thể ngài về chôn tại chùa và lập tháp mộ chôn cất. Cái ngày hôm nay trải qua bao thăng trầm của lịch sử, bao biến thiên của thời đại thì chùa Hưng Thiện qua rất là nhiều đời sư trụ trì cho đến ngày hôm nay. Đây là một trong những ngôi chùa cực kỳ rộng lớn, cực kỳ đẹp và trở thành một trong những điểm đến du lịch tâm linh không thể thiếu đối với người dân Bạc Liêu. Và cũng là một trong những niềm tự hào của người dân Bạc Liêu khi nói về mẹ Quan Âm Đông Hải. Bây giờ mình sẽ đi vào nha mọi người. Ở đây mọi người thấy là 32 ứng hóa thân của Ngài Bồ Tát Quán Thế Âm, mỗi người một dáng một vẻ hai bên. Vì sao gọi là mẹ Quan Âm Đông Hải? Bởi vì theo Bổng Ngô được biết á, trước đây thì đã có một bức tượng Quan Âm Nam Hải tọa lạc tại phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu và hướng nhìn ra biển cả. Dân gian hay gọi là mẹ Quan Âm Nam Hải. Và sau này á, thì chùa Hưng Thiện lại có thêm một bức tượng Quan Âm Bồ Tát nhìn về hướng đông của Bạc Liêu. Và để phân biệt hai bức tượng này á, thì dân gian người dân đã đặt tên cho bức tượng tại chùa Hưng Thiện nhìn về hướng đông, đó chính là tượng Ngài Quan Âm Đông Hải. Như vậy là tên tượng ra đời từ đó. Mời các bạn chúng ta bước vào trong tham quan. Thì thường thường á, mọi người hay hành hương về đây á, thì mọi người sẽ hành lễ ngay tại chỗ này. Thì đây là cái khu vực mà hành lễ của mọi người. Về đây thường thường mọi người sẽ thắp hương và dâng lễ ở ngoài này trước tượng Quán Thế Âm Bồ Tát. Tượng Phật Bà Quan Âm Bồ Tát với chiều cao là 43m, đầu đội vương niệm chạm khắc hình ảnh Đức Phật nhằm tôn vinh trí tuệ mãnh thiệp và lòng từ bi phổ độ chúng sanh của Đức Phật đối với thế gian. Tượng Phật Bà đứng uy nghiêm trên đài sen, xung quanh là lối lên để mọi người có thể lên đây tham quan. Thì mình sẽ bước qua khoảng là 50 bậc tam cấp. Và trong văn hóa Phật giáo, hoa sen chính là biểu tượng của sự thuần khiết, chí công vô tư. Sự phát triển của hoa sen được ví như quá trình tu tập trong tâm thức của con người. Khi hoa sen nở rộ trên mặt nước cũng là lúc cái tâm được thức tỉnh và giác ngộ. Các cô chú đang sơn quét lại tượng Quán Thế Âm dưới trên đài sen. Wow, tuyệt vời quá bạn. Mọi người nhìn đi. Bên này nè. Qua bên này có lẽ là góc chiêu, góc này nhìn đẹp hơn nè. Bốn bên mình toàn thấy là xung quanh chỉ toàn là đồng lúa, một cánh đồng lúa rộng mênh mông luôn. Xung quanh mình thấy là cái địa thế của ngôi chùa này tọa lạc ở giữa một cánh đồng. Xung quanh thì không thấy nhà đâu hết trơn á, thì chỉ thấy là cánh đồng lúa thôi. Hít hà một cái mùi không khí tôi cũng thấy là an lành các bạn ạ. Mát mẻ, an lành, nghe mùi lúa nữa.
Và hôm nay thì Bọng Ngô cũng sẽ chia sẻ về sự tích hình thành nên tường mạc Quan Âm Đông Hải Bạc Liêu để cho cả nhà mình được biết nha. Và theo như sư bà Thích Nữ Diệu Lạc chia sẻ với Bọng Ngô rằng là vào năm 2008, sư bà Thích Nữ Huệ Lạc có ý định xây dựng tượng Quan Âm cao 43m trước chánh điện của ngôi chùa Hưng Thiện. Lúc ấy chánh điện còn nhỏ bé, nằm giữa khu nhà dân cư. Trong quá trình thi công đào móng lại gặp nhiều vấn đề, bởi tượng to thì phải đào sâu hàng trăm thước thì móng mới chắc, tượng mới vững. Trước những khó khăn, như cảm nhận có điềm báo gì đó, vào một đêm trăng, sư bà khấn nguyện mong Quan Âm soi đường dẫn lối, phù hộ cho tượng được hoàn thành. Quả nhiên ngày khuya đó, sư bà nằm mộng thấy mình đang ôm tượng Quan Âm đến chỗ đặt tượng là mảnh đất bên cạnh chánh điện, chứ không phải tại mảnh đất đang đào móng hiện tại. Đi đến đó, tượng bỗng nhiên nặng trĩu, không thể nhấc thêm bước chân nào nữa. Tỉnh giấc, biết rằng ngài Quan Âm Bồ Tát đã chỉ điểm vị trí mà ngài muốn ngự, nên sư bà quyết định dời vị trí xây tượng về nơi được chỉ dẫn trong giấc mơ. Quả nhiên khi đào móng xây tượng tại vị trí mới, người ta đào lên quyệt mạch của nước, nước phun trào lên ào ào. Từ cái mí đất đó là xuống dưới 25m là ở dưới đó, nước nó phúng phúng lên, ta gọi là dòi rồng á. À, dòi rồng nước lên. Rồi nước lên nó rồi dòi rồng. Nhưng mà mình cũng khấn nguyện rồi đâu cũng làm được hết. Và quá trình làm móng diễn ra suôn sẻ nhanh chóng. Bên cạnh đó, nhờ vào sự đóng góp kinh phí của bá tánh thập phương mà tượng đã được hoàn thiện trong thời gian nhanh nhất. Khi đó sư bà cứ không hiểu tại sao Bồ Tát Quán Thế Âm lại chọn nơi đặt tượng bên hông chánh điện mà không chịu ngự ngay trước chánh điện. Sau này sư bà mới hiểu đó là cơ duyên để đến bây giờ chùa còn dư đất để mở rộng chánh điện. Nếu xây tượng Quan Âm trước chánh điện như kế hoạch cũ thì chắc nay không có đất để xây dựng chánh điện to lớn khang trang như bây giờ, để cho Phật tử chư tăng ni về chùa tu tập. Mình nghĩ là đó cũng là một trong những cái cơ duyên đó bạn. Ngài ngự ở đây và bây giờ thì chúng ta lại có ở bên kia, thì chúng ta lại có một cái ngôi tam bảo rất là lớn nằm bên cạnh luôn. Còn theo mình thấy nha, cái cảnh quan của ngôi chùa này được sắp xếp rất là đẹp nha, là một cái cơ duyên đó các bạn ạ. Và tiếp tục mời quý vị và bạn chúng ta cùng đi tham quan tiếp. Nói thêm một chút xíu là trước đây thì Bọng Ngô cũng đã về ngôi chùa này để quay giới thiệu về chùa rồi, nhưng mà lúc đó thì sau khi mà đi quay về á thì không biết sao mà mình không có chịu chép file ra các bạn, cái mình bị mất file, nên là hôm nay mình mới quay trở về đây để quay lại để giới thiệu cho các bạn biết về ngôi chùa này. Nhưng mà theo mình nghĩ là nó cũng giống như là một cái nhân duyên á. Lúc trước mình đi tới đây mình quay về chùa mình giới thiệu, thực sự là thông tin lúc đó về chùa thì mình không có biết nhiều về thông tin về chùa nhiều. Nhưng mà ngày hôm nay khi mà đi lên tới chùa thì mình lại được gặp sư bà, sư trụ trì của ngôi chùa này, thì các bạn thấy là có một cái nhân duyên không? Và mình lại biết được cái câu chuyện hình thành nên bức tượng của mẹ Quan Âm Đông Hải, thì mình thấy là mình rất có duyên rồi các bạn à. Cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Mà các bạn xem tới đây mà cũng chưa nhấn like, subscribe, đăng ký kênh thì hơi buồn quá nha. Nhớ nha, nhấn like, subscribe, đăng ký kênh để cho Bọng Ngô thêm một cái niềm động lực để làm về những cái ngôi chùa, giới thiệu những ngôi chùa để cho mọi người được biết, cũng như là cùng lan tỏa những giá trị địa phương ha. Và bây giờ tiếp tục chúng ta đi tham quan tiếp nha. Let's go. Mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng đi vào trong điện Quan Âm. Điện Quan Âm sau khi mà chúng ta đã tham quan viếng ngài Bồ Tát Quán Thế Âm ở ngoài trời xong rồi á, thì chúng ta lại vào trong điện Quan Âm. Theo mình thấy là điện Quan Âm ở trong thì cũng có thờ những cái bức tượng Phật trân quý to nhỏ khác nhau. Đây là bức tượng Quán Thế Âm Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn, nghìn tai nghìn mắt ha. Đi một vòng xem thử ở trong ngôi chùa này còn có gì nữa không. Và ở trên tường thì có những cái bức tượng trân quý to nhỏ khác nhau về ngài, về các ngài, nói chung là rất là nhiều bức tượng. Mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ đi tiếp qua bên này. Đây là một trong những ngôi tòa chánh điện mà có thể nói là được mong chờ nhiều nhất của tất cả các quý Phật tử của nhà chùa, bởi vì để làm ra một cái công trình chánh điện như thế này á,
là phải tốn rất là nhiều những tiền tài, tiền vật của tất cả các mạnh thường quân, các quý Phật tử, cũng như tâm huyết của sư trụ trì đã làm ra cái công trình này. Và phải nói là phải mất cũng phải mấy năm trời á, bây giờ thì mới xây xong nha quý vị bạn. Đẹp quá à. Con ở đây lâu chưa? Dạ, cũng 10 năm rồi chú. 10 năm rồi, hồi xưa là con biết ngôi chánh điện cũ là nằm ở đâu không? Dạ, đây rồi chú. Ở đây đúng không? Đó, như các bạn biết là ngày xưa mà ngôi chánh điện cũ á, của người dân thường đây, thường hay tới đây để thắp vái là nằm ngay chính vị trí này. Sau này qua nhiều lần trùng tu cũng như là qua nhiều lần tôn tạo thì bây giờ ngôi chánh điện thì đã nằm ở bên này, to hơn, hoành tráng hơn nha các bạn. Và để xây dựng đây một công trình này, các bạn biết là khoảng mất hết bao nhiêu năm không? Xây dựng một cái công trình Đại Hùng Bảo Điện như thế này á, thì sư trụ trì đã mất đến, ni sư đã mất đến khoảng là 7-8 năm. 7-8 năm là một cái quá trình mà xây dựng phải nói rất là dài để ra một cái công trình này. Nhưng mà phải nói là thiên thời địa lợi cũng như là gọi là cái sự gia hộ của Tam Bảo để xây ra một cái ngôi chánh điện như thế này, cũng là sự đóng góp của chung tay của bá tánh thập phương này, của các vị chư Phật này, của Tam Bảo đã phù hộ độ trì. Đến ngày hôm nay thì ngôi chùa mới có được một cái ngôi chánh điện lớn như thế này, và hứa hẹn đây sẽ là một cái nơi tu tập của đông đảo tất cả bà con Phật tử khi mà về đây tu học nha. Mình thấy là ở phía dưới làm xong rồi, còn ở phía trên thì vẫn chưa xong. Như quý vị có thể nhìn thấy là đây là Đại Hùng Bảo Điện của ngôi chùa. Trên cùng tượng Phật A Di Đà ha, chữ vạn trước ngực. Có thể nói là ngài ngự đằng trước chánh điện. Ồ, bên này còn có một bức tượng nữa này, và không biết là bức tượng này có đem vào trong hay không, hay là để ngoài luôn ta. Và mời quý vị và các bạn chúng ta tham quan. Theo mình thấy là lớn nha. Khi mà cái công trình này mà làm xong thì đây sẽ là một cái nơi tu học của tất cả các Phật tử về đây để tu học, để tổ chức những cái chương trình lớn trước Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát. Rồi, phía dưới này là khu vực giảng đường nha, mà xíu nữa mình sẽ đi mời quý vị vào, các bạn đi vào khu vực giảng đường. Mà tạm thời bây giờ mình đang ở ngoài trời á, nên là mình sẽ đi quanh quanh đây. À, phía trước này còn có một cái ngôi miếu nữa quý vị. Thì trước ngôi chùa còn có một cái ngôi miếu nữa. Nếu mà có duyên á, thì cũng đừng quên là tới miếu Ngũ Hành để thắp cho mẹ một cái hương nha. Thì ở trong có thờ là Ngọc Hoàng Thượng Đế này, mẹ Diêu Trì Địa Mẫu nha các bạn. Và phía dưới cũng có thờ là mẹ Ngũ Hành Nương Nương, tức là năm vị đại diện cho kim, mộc, thủy, hỏa, thổ vận hành trong trời đất của chúng ta. Và bây giờ mời quý vị và bạn chúng ta tiếp tục đi vào trong cái ngôi, đó chính là ngôi Đại Hùng Bảo Điện. Và dưới Đại Hùng Bảo Điện đó chính là Đại Giảng Đường. Và theo Bổng Ngô thấy là Đại Giảng Đường thì bây giờ cũng đã hoàn thành xong rồi. Thì mình sẽ đi tham quan Đại Hùng Bảo Điện. Lối dẫn vào Đại Hùng Bảo Điện, lối dẫn vào Giảng Đường. Hai năm này là năm con rồng đó các bạn. Nói chung là năm này là năm con rồng đó. Chúc cho mọi người, những ai tuổi rồng thì gặp nhiều may mắn, những ai mà không phải tuổi rồng thì sức khỏe bình an. Tụi con chào các cô chú, chào mừng các cô chú đến với Đại Hùng Bảo Điện của chùa. Và đây chính là khu vực giảng đường của chùa. Gỗ. Mọi người thấy gì không? Ngửi thấy mùi gì không? Ngửi thấy mùi gỗ. Mùi gỗ này là mùi tiền. Gỗ cứng ngắc. Mình đang đi vào lúc là các cô chú tụng kinh đó mọi người.
Như vậy là kết thúc một buổi tham quan Viếng Phật rồi. Cảm ơn mọi người đã yêu thương và đã đồng hành cùng với Bọng Ngô Mario trong tập vlog này. Các bạn ơi, nếu mà các bạn có yêu thương Bọng Ngô Mario, đừng quên là nhấn like, subscribe, đăng ký kênh Một Kênh Vlog Du Lịch, cùng lan tỏa những giá trị địa phương, cùng lan tỏa hình ảnh những ngôi chùa đi khắp muôn nơi để cho mọi người được biết nha. Và nếu có dịp thì cũng đừng quên ghé về Bạc Liêu, ghé vào ngôi chùa Hưng Thiện này và cùng chiêm bái bức tượng Quán Thế Âm Bồ Tát vô cùng linh thiêng. Và thời lượng bây giờ thì cũng đã sắp hết rồi. Cảm ơn mọi người đã yêu thương và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập vlog khác hay hơn. Bye bye.